quá cứng hả? Đó, được rồi đó. Chứ quá đẹp quá. Cái này em mới mua đi chợ lớn mua đúng không? Dạ. Ê, xin chào các bạn. Em là con robot. À đó đâu vậy mà mình mua đâu vậy ta? Lâu năm lắm mình rồi. Mua cho cô Lâm á. À, mua cô Lâm lâu lắm rồi. Lâu lắm mình mới không biết chạy hả? À, ở chợ mình đi mua đồ chơi chợ lớn thôi. Không phải đâu. Ừ. Chào các bạn. Đây là xem xét của quả. Xét của quả. Có hình hoa sọc. Để ra cho mấy bạn xem có đẹp không? Không có này đẹp hết trơn. À. Đó. Xét polycon. Đây. Để ra mấy bạn có thấy con để đó mấy bạn đâu thấy gì đâu. Để đây nè, để chỗ này nè, để chỗ này nè. Đúng rồi. Đây là hoa xe. Chai chữ polycon. Đúng rồi. Rồi. Đây là xe cảnh sát đây. Đúng đây rồi. Cũng là chữ Monica luôn. Đúng rồi. Xe có quả lọc là gì ta? Phải sao? Nè, xe quả đẹp nè. Wow, quá đẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi. Xin lỗi, tại vì mình quên. Ừ, xe bồn gọi là gì? À, quên à. Bê tông hả? Đúng rồi. Em bị quên rồi đúng không? Quên rồi. Ơi, lâu quá em bị quên. Phải sao? Rồi. Ô tô của hả? Đây đây đây. Trời 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 trời. Đây, giống này. Em phải để từ từ với mấy bạn mới thấy được. Em biết không? Anh em làm mạnh là mấy bạn không có thấy gì hết trơn. Em biết làm từ từ mấy bạn mới hiểu mới thấy được. Đó, nha. Thì móc được luôn. Đúng rồi, nó móc đi luôn kìa. Để thấy để xuống nó móc rồi kìa. À để mình lấy xe cảnh sát đã. Để cho nó móc thử. Rồi. Lâu ngày rồi mình không lấy này ra chơi. Không mua nè thì mắc quá. Ừ, mắc quá mà. Thì đúng rồi. Mọi người đã có này xong rồi thì đã mua bán. Em đi để xích chứ qua đây mấy bạn đây. Có thấy được chưa? Đây này các bạn. Đó. À, nó kéo vậy nè. Ồ hay quá à. Đó, em làm phải để hai cái bánh lên trên đúng không? Đó, để hai bánh lên vậy đó. Cái này bị hư rồi. Đây nè, đó, để hai cái bánh phía sau. Ừ. Ủa xe này ngã nè, kéo nó gì luôn rồi em yêu. Để lên kéo về sửa chữa luôn em. Ủa xe này xe cứu hộ mà. Ủa xe đó cũng cứu hộ luôn hả? Trời ơi, xe cảnh sát, xe cảnh sát cứu hỏa cũng bị hư luôn. Làm việc nhiều quá mà. Đúng rồi, đâm cháy phải cháy. Phải đen xui mà. Đây là ô tô cứu hỏa về. Đầu không thấy gì đâu, để dưới này bạn mới thấy nè. Em đi để dưới này mấy bạn mới thấy đúng rồi. Oh no. Đó thôi. Đó thể quay được luôn. Wow, sân cẩu mới đẹp nữa nè. Trời ơi, sân cẩu này đẹp quá Bill ơi. Có thể làm vậy. Em Bill. Dạ. Em Bill, sân cẩu đẹp quá. Em Bill mua, anh này em Bill mua nhiêu ạ? Trời ơi, em Bill không biết mua bao nhiêu luôn. 20. Bao nhiêu? 20. Ờ, cẩn thận này nha, ta là con rết khổng lồ đây nha. À, tao sợ tôi đâu. À, bán bà. Thấy mấy bà gì đâu. Nè. Trong camera đâu thấy gì đâu. Để xuống dưới mấy bạn vừa thấy nè, em biểu đếp. Quân đội. Ngon này nhào vô, ngon này nhào vô. Có xe tăng khiên. Để dưới mấy bạn có thấy con để trên mấy bạn đâu thấy gì đâu mà. Đây. Vô, ngồi vào vô, đây là xe bon. Nãy quay tiếp, quay đầu giờ quay nữa nha. Đây là xe lăn mini nè, mới mua luôn nè. Xe lăn mini đúng rồi. À đây xe chứa đen nè các bạn. Nè bật cái này nè. Ủa. Có thể quay được luôn. Quên lấy rồi mày ơi. Con tắt nữa rồi. À đây. Oh, tăng mini. Quá không dữ, cho vô đây quậy luôn. Nó quậy luôn, quậy đánh hết luôn. Vô ngon nhờ vô.
để dưới mấy bạn có thấy, để cho hình hoài mà có thấy gì đâu mà giới thiệu. Cặp đó cho xe mini đúng không? Đúng rồi, xe bồn mini nè, xe ben mini nè, nó vô vô. Để dưới các bạn thấy, để đó các bạn thấy. Đây nè, cái quan trọng là xe quái vật nè. Nó xe quái vật của em Bill có mua nè, mua ở quê, mua ở thành phố không có nè, đúng Bill? Dạ. Wow, xe quái vật mới vô em Bill làm thử mục tiêu nè. Xe quái vật quá dữ luôn. Đúng rồi, chiến đấu nhiều quá cho nên bị hư. Đúng rồi, giờ mua đồng bọn cho con quay xe quái vật không có luôn nè. Mai mốt chứ về quê em Bill mua quá, đúng không em Bill? Đó, người ta quay ở đây mà làm chơi kia sao quay được. Mấy bạn đâu có thấy. Đây đây. Chơi xích chỗ này nè, chơi chỗ này nè, mấy bạn có thấy nè. Rồi. Xe quay vật này mua nhiêu em Bill? Em Bill không biết luôn. Đây, xe bồn mini. Xe ben mini. Các bạn mới có thể quay được cái này. Ôi trời ơi, để dưới mấy bạn mới thấy. Em biết có để trên thì quay là không thôi. Sao xe máy xe lật gọng hết trơn rồi. Ngã hết trơn kìa. Bị hư. Hư thì phải đem về sửa chữa chứ. Xe này đem về sửa chữa trước. Có lỗi trời ơi. Xe anh sát sao bị hư vậy? Đúng rồi, mấy cái này em bị tông mà. Làm việc nhiều quá hả? Không phải, cái xe kia là hỏng. Hỏng rồi. Làm hỏng này nè. Ồ, mấy chị nó bay kìa. Thành viên, đó, thành viên mới cái bill nè. Con mấy chim nè. Dây, đây, cái gì vậy, dây. Thành viên mới cái bill. Vô. La gì. Vô chơi danh biêu kìa. Đó. Nhào vô chơi danh biêu. 5 triệu chơi con này khó chịu quá biêu ơi. Ô con chim nó bay kìa. Mẹ, đi nè. Nó có thể kéo đi được mà. Lôi cũng được. Ghé luôn. Sao sẽ? Mày có bất vậy vậy số ai đây hả? Mà dắp xuống chi mà chị nó bay nó cắn luôn á. Các mẹ ơi, mình có cái này nè. Các mẹ, mình có đây nè. Đâu, cái nào? Ten, cái gì vậy? À, đây là bộ. Ồ, con bọ lâu lắm rồi này Bill. Bọ này chiến đấu với con gì? Cái chân hư xe đó nha. Ơi, con nghe nó ghẹo két luôn. Ba biển này tấn công hai ô tô cả chết ngã lật luôn. Con nó không dữ quá. Sợ quá trời thôi. Hai con kia nó ghẹo hai két nè. Hai con vàng con trắng nó dám ghẹo con két nè. Hai xe này đã bị hư. Nó đi về sửa chữa đó. Hư hoài vậy. Xe kia để làm cái gì? Chỗ nào đi, chỗ nào để xe? Ôi no. Mà không giấy đi nguy hiểm mà. Các bạn, con ở nè. Giấy dần triệu rử cái nhiêu. Thôi. Đi ba không giấy mệt lắm. Đi đái vậy. Trời, bị đái rồi, bị đái nha. Bị đái kìa. Đâu? Thôi bye bye mấy bạn nha em Bill. Thôi bye bye mấy bạn đi. Lần sau tao quay.
quay quay cho mọi người xem. Hello, bye bye.